Dạ, em xem nhà đất Tiền Giang. Xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Mỹ Phước Tây của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một ngôi nhà vườn. Trước tiên, để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng màn hình anh chị đang xem. Đây là con đường lộ đan rộng 3 m. Đường này xe ô tô vào tới luôn được đó nha anh chị. Đó, nhìn chị thấy cái ngôi nhà bên đây, người ta cũng có ô tô, người ta cũng ra vô. Hướng này nếu anh chị đi là mình đi thông ra đường tỉnh lộ 865 được. Khoảng cách từ đây mà ra tỉnh lộ 865 tầm khoảng 4 cây số nha anh chị. Còn anh chị đi cái hướng này thì anh chị ra ngoài đường tỉnh lộ 868B. Từ vị trí này ra tỉnh lộ 868B là gần hơn cái đường tỉnh lộ 865. Nếu như anh chị ở đây mà mình đi chợ thì tầm khoảng 2 cây số là tới rồi nha anh chị. Còn nếu anh chợ đi chợ Mỹ Phước Tây á thì anh chị đi tầm khoảng 3 cây số lận. Còn tính từ đây mà ra tới quốc lộ 1A thì tầm khoảng 6 cây số. Còn cái ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái ngôi nhà này. Tính từ ngay cái vị trí mí này mà cô chủ nhà sẽ cắt ngang qua. Ngang qua bên đây là 12,5 m. Và có cái chiều sâu trước đây sổ này sổ cũ nha anh chị. Từ đây mà dài ra tới phía sau là 68 m. Tính tổng diện tích sổ cũ là tới 990 m² lận. Nhưng bây giờ người ta đã làm lộ rồi, mình từ lại. Mảnh này nếu anh chị mua là mình phải đo đạc lại nha. Đó, mình đi tới cái mí này là 12,5 m nè. Nếu đo đạc lại thì em nghĩ tầm khoảng 700 mấy 800 m² gì, do mình từ con đường nào hết rồi. Còn đây là xây về hướng mặt tiền của cái ngôi nhà mình. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng bắc, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Trước mặt tiền mình thì có cảnh view kinh như thế này luôn. Đó, ngoài trước này thì mình cũng được sở hữu luôn nha. Còn nếu tính từ ngay cái vị trí em đang đứng đây mà về tới cầu Mỹ Thuận, thời gian đi là 1 giờ 2 phút, khoảng cách là 45 km. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đi em lấy điểm là bến xe miền Tây. Phan. Bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà mình về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 31 phút, khoảng cách là 70 km. Nó mình đi về đường tỉnh lộ 868B là rất gần luôn. Còn nếu như anh chị ở thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang, thời gian anh chị đi trung bình khoảng 45 phút, khoảng cách là 29 km à. Đó, vừa rồi em vừa lên Google Maps cho anh chị mình xem. Còn bây giờ em sẽ tiến vô bên trong cho anh chị mình xem ngôi nhà nha. Ngôi nhà phía trước mình có tiền chế, máy tiền chế đồ sẵn luôn rồi nè. Rồi bên trong ngôi nhà cô làm cũng thiết kế cũng rất đẹp. Đó, nhà đang ở luôn nha anh chị. Đó, nhà này chính chủ, chính cô là chủ chưa có qua đầu tư gì, chính cô bán luôn á. Đó, để em quay cái phía bên hông này trước, sau đó em bước vô trong cho anh chị mình xem cho thật kỹ luôn. Đó, cột đồ thì cô chủ nhà cũng làm rất là kiên cố rồi. Nhìn thấy dạ. Cái này chính cô cần già rồi, cô làm vườn không nổi, cô muốn ra ở chung với mấy chị ở ngoài kia cho tiện chăm sóc luôn. Rồi cho nên là cô bán là cái ngôi nhà này. Hiện tại là cô đang kêu giá là 1 tỷ 6. Là ngôi nhà và đất phía sau luôn nha anh chị.
Giá này có bao giấy tờ phải không con? À, có bao giấy tờ? Dạ. 16. Đó, đây là cái không gian ngôi nhà mình ở tên cũng có đóng la phong rồi hết nè, để em xây lên cho anh chị xem. Nó còn nguyên một dàn cửa cây. Cửa này hồi đó là cửa Cửa tâm xe đó, thợ tôi 10 thợ thợ mộc rồi, tôi kêu nó rã cây đóng cho tôi đó. vậy ha, còn Chứ gọi không nặng là quá tôi luôn. hứa không thấy đâu. Cửa cam xe đâu luôn nha anh chị, Trời ơi, tôi nó luôn dàn không cửa có. này rất là chắc chắn luôn. Không có thai gì tôi đổi điểm diễn luôn. Nhà khách ở không có khách phát đâu. Dạ, do giờ cô muốn đi ra ở chung với mấy người ngoài kia cho Tôi nên nói tiện lại chăm sóc cái ha. tôi nói về nó ở không buôn bán không có rảnh. Dạ. Bắt đèn lên. Để cho mở cửa đi. Dạ. Để mở cửa sổ đi. Rồi, được rồi, được rồi con. Đó, mình có phòng máy lạnh lạnh mình có tặng lại cho chủ mới không cô? À, máy lạnh là không có tặng, coi như không có tặng gì hết, bán nhà không phải không? Dạ. Đó, anh chị thấy phòng thì cũng được rộng rãi. Máy lạnh thì cô không tặng nhưng mà sau này gì anh chị mua máy lạnh Mua mới. thì tôi để lại cho tôi ra mua lại khỏi máu đó nó luôn Dạ. nhà phòng tôi đó Nếu có muốn mặt mua mua luôn lại ha, qua cái phòng cô nhìn thấy VIP quá. Đó nhà nhìn thấy cũng ốp gạch lên, ở phía trên tường thì sơn liền với gạch luôn, nhìn thấy rất dán tuyệt gạch vời luôn luôn. cái sân này nha lao bóng lưỡng luôn Dạ. Nó còn đây là cái không gian cái phía sau của mình. Nó có toilet rồi có chỗ sàn nước đồ hết. Đây, anh chị giấc phia không cần phải ra ngoài. Ở trong có toilet bên đây luôn. ở ngoài cũng có cầu cá luôn Ngoài có luôn. An ninh ở đây tốt không cô? thật ở này im nó không có cắt trộm không có cướp gì trơn Dạ. im lắm tôi bỏ nhà tôi đi em thấy không tôi giao mấy chó Dạ. những nhà tôi không có Dạ, đây là ngay chỗ cái chỗ mình rửa chén rồi nè nha mà anh tôi chị. không mở cái sàn đó tôi không mở Dạ được rồi, để con quay cái này cái con ra ngoài phía sau giường. Nó còn đây là trời cái ơi, nhà tôi mà đăng bản mà hốt liền dạ. tôi đâu có đăng bản Dạ. Cái không gian cái phía kệ bếp ga của mình. Còn đây là cái khu vực cửa điện nha anh chị. Này anh chị nhìn thấy phía mặt tiền không? Rất đẹp luôn. Bên đây mình có cái tiền chế đồ luôn nè. Còn từ đây là nhà mình rất cao nha. Mình đi thẳng ra phía sau. Nó có dừa đồ nữa nè. Nó giờ để xem bước ra phía ngoài sau giường cho anh chị mình xem. Nó nhà và đất phía sau luôn. Tổng diện tích 900 mấy nhưng mà giờ do làm lộ. Giờ nếu đo lại chắc tầm khoảng gần 800 mét vuông. Dạ. Giá hiện tại cô kêu là 1 tỷ 6. Giá này anh chị có thể về gặp trực tiếp với chủ để nhưng mà chủ cũng không bớt nhiều đâu, tại nghe chủ đã nói rồi. Chủ không có thương lượng nhiều nhưng mà chủ bao giấy tờ cho mình. Dạ. Ở đây mình có điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn nha anh chị. Phía trước mình cũng có đèn đường luôn. Khu này an ninh cũng rất tốt luôn. Địa chỉ của mình là xã Mỹ Phước Tây của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đó, bây giờ mình ra cái phía sau của mình. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí này thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645, xem sẽ dẫn anh chị đến xem ngôi nhà rồi gặp cô chủ nhà để thương lượng thêm gì giá cả. Nhưng mà cô chủ nhà nói chắc cũng không có bớt nhiều đâu, chỉ bớt lọc cho mình nè. Nhưng mà phía xa xa mình thì bên kia có mấy ngôi mộ nha, nhưng mà đó là bên đất của người ta rồi. Đó, nằm khoảng xa xa có mấy ngôi mộ. Nhưng mà trong đất mình thì sạch đẹp không có màu mã gì hết nha anh chị. Nó để em đi xuống hết cái phía dưới ganh luôn cho anh chị xem. Đây, nhà vườn phía sau này anh chị sau này nuôi cá cũng được nha. Nhà vườn ao cá. Vườn thì có số cây mít và trồng dừa. Nó vừa cũng cho tái sai ghê luôn nè anh chị.
Anh chị nào lần đầu ghé xem kênh mua bán Tiền Giang, anh chị cũng nên bấm đăng ký nha và nhấn chuông thông báo. Bên xem cũng sẽ tìm đất vườn, nhà vườn tại Tiền Giang quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Nếu như anh chị thấy phù hợp mảnh nào thì anh chị có thể mua. Còn đây, ít chết, nãy giờ em quên nói ngôi nhà mình có 200m² thổ cư nha anh chị. Nó kế bên mình thì cái chú bên kia đang sửa lại ngôi nhà, rất là đẹp luôn. Lúc em mới vô video ban đầu á, anh chị về đây sau này anh chị sẽ là hàng xóm với người ta luôn. Đó, mình có cái mương cũng rộng rộng vì mình thả cá mình nuôi. Nó cái ranh giới của mình là qua tới phía bên kia lận, giờ tới đây em bị cái mắc cái mương em qua không được. Cái chiều sâu của mình sâu tính từ mí lộ, mí lộ ra mí sông á nha, sâu vô là 68m nha anh chị. Do làm lộ rồi bây giờ cái chiều sâu nó chắc không tới. Nó ngay đó là tới cái mí gào là hết đất của mình rồi đó. Ý, chủ cũng có nuôi cá nổi lên kìa. Đặc biệt nhất ngôi nhà mình có 200m² thổ cư. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí này thì anh chị liên hệ cho xem. Giá là 1,6 tỷ. Hết đất về nhà luôn. Rồi cảm ơn anh chị đã xem hết video. Nếu anh chị thấy phù hợp thì gọi ngay cho xem dẫn anh chị đến xem ngôi nhà này. Mình có bưởi, rồi mít, rồi dừa. Rồi thôi em xin chào anh chị nha. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.